Mình sai ở đâu vậy? Tại sao câu chuyện mình viết ra lại rời rạc như thế này? Tại sao mình không thể nào viết ra được câu chuyện về ông? Một người con cách mạng lỗi lạc mà mình đã vô cùng yêu kính. Vợ con ông là máu, là thịt, là sự sống của ông mà. Vậy thì tại sao trước một nỗi đau mất mát quá lớn như thế này, người cán bộ cách mạng kiên trung ấy lại vẫn có thể tiếp tục sống vững vàng và mạnh mẽ cùng với cả dân tộc chiến đấu cho đến ngày hòa bình? Tại sao mình không bắt đầu từ câu chuyện tình riêng của ông? Vì một nỗi niềm sâu kín mà ở đó hai người luôn hướng về nhau và cùng nhau dành tình yêu của mình cho tổ quốc. Cô gái tuổi 17, xinh đẹp, nhân hậu, tiểu thư con nhà địa chủ giàu có, nhưng lại hết lòng phụng sự cách mạng. Anh đã qua thời thanh niên son trẻ, vì một lời thề son sắt với nước non, nguyện cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình của dân tộc. Vậy mà khi gặp cô, lưu luyến ngay từ ánh mắt ban đầu, hai trái tim dần chạm vào nhau, cũng chính nhờ cùng chung lý tưởng cách mạng. Rồi họ lấy nhau, sát cánh bên nhau, cùng nhau đi qua bao làn tên mũi đạn để được nếm trải niềm hạnh phúc bên các con thơ. Sau Hiệp định Geneva, chính quyền Ngô Đình Diệm không tiến hành tổng tiến cử mà mở chiến dịch tố cộng diệt cộng, cơ sở đảng tan dở gần hết. Anh được phân công về khu ủy Sài Gòn Gia Định, gây dựng lại cơ sở đảng từ đầu. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, để giữ sự an nguy cho vợ và các con. Cả gia đình tứ tán, con xa cha mẹ, vợ chồng xa nhau. Cuộc đời em có khác gì lục bình trôi theo dòng nước, cứ lặn lội theo chồng. Em nhớ mình, nhớ các con quá. Không biết giờ này con Dung, thằng Hùng ra ngoài đó có gặp nhau chưa. Còn Ngọc nhớ cha, cứ hỏi suốt. Còn thằng Thuận 4 tháng rồi chưa được nhìn mặt cha. Mẹ thương con có hay chăng, thương từ khi thanh niên trong lòng. Mây nắng sớm chiều mưa dòng, 9 tháng sau 9 năm gian khó tinh khôn cùng. Mẹ vẫn ru hời, à ru hời, ơi hời. Chồng thì phải theo chồng, chồng vô hang rắn, hang rồng em cũng theo. Không được ở bên cạnh để chăm sóc cho mình, nhưng ý của mình đã muốn thì em phải đành chịu. Lúc cưới nhau trước bàn thờ gia tiên em đã xin, nếu số phận bắt mình phải chịu hiểm nguy gì thì hãy để một mình em gánh chịu. Mong ơn trên giúp cho chồng lúc nào cũng an lành để lo trọn việc nước.
khi chưa xanh lá, sầu riêng ta trồng. Bao tố phong ba đã chia ly tình yêu tuổi xuân. Trao nhau khúc hát thủy chung muôn đời, gắn đời anh về giữ lòng em đợi chờ anh. Khúc hát năm xưa sẽ đưa em vượt qua bao giông, cho sầu riêng lại trổ bông. Đi đi anh, khi lửa loãng chiến tranh nhuộm đỏ màu xanh của bát ngàn sông núi, mảnh chinh y sẽ quen cùng gió bụi, dù hai đứa hai phương nhưng vẫn cùng chung một ánh trăng thề. Em sẽ như nàng cô thì đứng ở đầu non chờ đợi bóng anh về, rồi cây sầu riêng sẽ tươi cành xanh lá và tóc em sẽ dài theo năm tháng chờ mong. Em chỉ cầu xin mấy ngọn thu phong có xua lá sầu riêng rơi rụng bao mùa, cũng đừng vô tình che khuất lối mòn xưa, cho bước chân phu nhớ đường về quê. Tiệm xanh và màu xanh tóc em dẫn đường về đây, anh nhớ về đây, bờ vai mong nhớ dòng tay môi nhớ bờ môi em nhớ anh nhiều, muôn dặm sơn khê tình em gói lại bán tình ca thay bằng khúc quân hành. Mang bóng hình em anh vượt thác qua gành, anh sẽ vững vàng trong mưa xa nắng tấp, chỉ thương em đợi chờ mòn mỏi chốn quê xa. Chưa xanh lá sầu riêng ta trồng, bao tố phong ba đã chia ly tình yêu tuổi xuân. Trao nhau khúc hát thủy chung trong lòng, gắn đời anh về những lòng em đợi chờ anh. Hai nhìn theo trăng lăng nghe từng cơn gió, câu hát ân tình anh hát gửi về em. Em về hồi nào vậy? Rồi chồng em đâu? Em vẫn đẹp như ngày nào, như cái thời mà tôi còn chết mê chết mệt em.
mày tưởng tao không biết à? Phải chi ngày xưa mày lấy tao thì mày đã ăn sung mặc sướng rồi. Đâu phải như bây giờ phải trốn chui trốn nhủi vì lấy một thằng Việt cộng. Gần Tết rồi, thế nào nó cũng sẽ về đây mà thăm mày. Hoặc là mày và con mày sẽ vào trong để thăm nó. Ăn không được á thì tao phá cho thôi. Mầm mống của cộng sản sẽ phải bị tiêu diệt. Em à, anh em mình báo lại, dường như nhà tía má đang bị nó theo dõi rất gắt gao. 25 Tết sẽ có giao liên về đưa má em con đi. Người đó là chị Tư Cải, người mà em đã biết rồi đó. Em cứ làm đúng theo lời chỉ dặn. Anh đếm từng ngày mong được gặp em và hai con. Lá xa cành, lá không còn màu xanh, mà sao em xa anh, đời vẫn xanh rời rời. Có gì đâu em ơi, tình yêu là sự sống, nên nắng hừng đời bắt máu nắng. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, lưu luyến và nhớ thương chảy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ và thiết tha theo anh dài nương dây. Anh đi qua bao suối, tình em như chăn. Anh đi biệt tháng, tình em như sông dài. Anh đi xa bao tình em như khe suối, âu yếm và nhớ chạy theo anh khắp rừng. Anh đi xa càng xa, tình em như cỏ âu yếm và thiết tha theo anh dài đường dây. Anh đi xa bao núi, tình em như khe suối, anh đi biệt tháng ngày, tình em như
sông dài. Trước đây, tôi có ý định khi qua đời, tôi được nằm tại quê nhà, sanh ở đâu thì trở về nằm xuống ở đó. Nhưng tôi có một hoàn cảnh riêng đặc biệt. Người vợ quá cố và hai con tôi đã nằm xuống tại một đoạn sông Sài Gòn không tìm được xác. Nỗi đau không nguôi sau gần 30 năm do giặc Mỹ sát hại. Và từ đó, tôi có một nguyện vọng khi tôi qua đời được hỏa táng và rải tro cốt xuống đoạn sông đó để trọn nghĩa thủy chung. Trước một nỗi đau biệt ly quá lớn như vậy, nếu là chúng ta có đủ mạnh mẽ để có thể tiếp tục sống, tiếp tục dấn thân vào cuộc hành trình có quá nhiều nỗi đau và mất mát, và sống trọn vẹn với lý tưởng lớn lao đó hay không? Thế nhưng thời chiến là vậy đó. Tình yêu cá nhân, tình yêu lứa đôi sẽ cùng chung nhịp đập với tình yêu lớn lao dành cho tổ quốc. Và càng nhiều đau thương, càng nhiều mất mát thì là họ lại càng trân quý hơn nữa giá trị của hòa bình. Vì duy nhất chỉ có hòa bình thì hạnh phúc lứa đôi, hạnh phúc của quê hương mới được bình yên trọn vẹn. Cuối cùng thì tôi cũng đã sáng tác nên câu chuyện này. Cứ mỗi một lần sáng tác nên một tác phẩm, đặc biệt là một tác phẩm khắc họa nên cuộc đời thật của một nhân vật lịch sử như thế này, thì những người biên kịch như chúng tôi đã phải trăn trở rất nhiều. Chúng tôi phải sống cho rất nhiều cuộc đời của những nhân vật khác nhau, phải khóc với nỗi đau của nhân vật, và chúng tôi cũng cười với niềm vui chung của cả tổ quốc. Mỗi khi tác phẩm ra đời, công chúng thường không biết chúng tôi là ai. Thế nhưng chúng tôi sẽ là người đầu tiên trăn trở cho nó. Và chúng tôi có rất nhiều những nỗi lo lắng, không biết là những câu chữ mà mình chắt lọc, những ý tứ mà mình nâng niu có giúp cho công chúng thấy thú vị hay không. Rồi những thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải, công chúng có đón nhận nó hay không. Và đặc biệt là những hư cấu mà chúng tôi thêm vào để truyền tải câu chuyện được trọn vẹn hơn thì có giữ được sự chân thực cho tác phẩm hay không, và đặc biệt là có gây phát sinh những cảm xúc không mong muốn cho những nhân vật còn ở lại hay không. Thế nhưng thực sự là tôi đã rất tự hào khi có thể lưu giữ được một câu chuyện tình riêng nhiều cảm xúc của một cán bộ cách mạng lỗi lạc như thế này. Người mà hình ảnh chiến đấu ngoan cường của cả dân tộc đã thể hiện trọn vẹn trong cuộc đời hoạt động cách mạng của ông. Vị lãnh đạo kiệt xuất của dân tộc, cố thủ tướng Võ Văn Kiệt. Từng đôi chim bay đi, tiếng ca rộn ràng, cánh chim sao xuyên gió mùa xuân. Gửi lời chim yêu thương tới miền Nam quê hương, nhắn rằng ta ngày đêm mong nhớ. Mẹ thương lại ngày quê hương màu xanh áo mới chứa tràn niềm tin, đường ta đi xanh thơm.
buồn thương. Mùa đông và mây mù. Hôm nay anh Thơ đã vào qua live một nhà văn để đưa cái tiết mục này đến gần hơn với công chúng. Và không biết rằng là một người vừa là nhà báo vừa là MC thì Ngọc Diễm muốn nhường lời cho anh Phước Lập để chia sẻ những cảm nhận đầu tiên cũng như là suy nghĩ đầu tiên của anh với tiết mục này. Các bạn đã rất dũng cảm tiếp cận ở một cái màu sắc hoàn toàn khác biệt. Hiện thực của cuộc sống với tất cả những sự phong phú và đa dạng của nó, đó là một mảnh đất vô cùng màu mỡ để người nghệ sĩ sáng tạo và mộng mơ. Bạn vào cái vai của con người biên kịch, của một người làm tác giả kịch bản. Bạn trăn trở, bạn dây dứt, bạn thôi thúc, bạn bắt khao khát làm sao để viết nên những điều có giá trị cho cuộc đời này. Giá trị của văn học nghệ thuật cách mạng và lý tưởng sống của thanh niên thời đại này bước tiếp truyền thống. Và các bạn đã làm nên điều đó, một mảng màu rất riêng cho sân khấu Ngôi Sao Phương Nam trong chủ đề này. Chúc mừng bạn. Đằng sau của cái bức màn nhung nó còn rất là nhiều những cái để hỗ trợ cho sân khấu. Đó là sân khấu và cái cuộc đời thực. Và ngày hôm nay các bạn lấy cuộc đời thực của một người tác giả ra để các bạn thể hiện với cái kịch bản của người tác giả đó. Ngày hôm nay các bạn nói được cái mảng về tác giả. Phần thể hiện ở trên sân khấu là của nghệ sĩ. Và cái cuộc đời của người tác giả, họ cũng phải trăn trở, đắn đo suy nghĩ để cho ra tác phẩm hay. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang cần những tác giả như thế. Các bạn dàn dựng rất là đẹp, giọng ca của các bạn rất là hay, và cộng thêm đội của Hồn Việt diễn xuất hay quá trời luôn. Và cảm ơn các bạn đã cho Phi Nhung thưởng thức một cái màn trình diễn rất là đặc biệt và rất là tuyệt vời. Thích nhất là anh đó đó, ra đóng cần chút xíu thôi á, trời có duyên vô cùng luôn. Phải động viên lắm mới chịu ra. Mình đó Mỹ chị muốn chết luôn á. Để bữa nào xin cho Phi Nhung đóng chung với lại Lê Việt. Chị đóng chung hết với mấy người đó, đóng riêng với anh đó thôi. Đi anh đó thôi. Lê Việt. Đóng với anh thôi, Lê Việt thôi. Rồi, nay Phi Nhung bỏ bạn già quốc đại. Bạn già quốc đại bỏ qua một bên. Các bạn đã rất thành công. Ở đây các bạn rất chi tiết, từ phối khí âm nhạc, tổng thể cả lời dẫn, xong từng câu hát, xong từng cả cái bố cục. Và tôi cũng cảm ơn cái ý tưởng của Ngôi Sao Phương Nam đã cho những nghệ sĩ như các bạn được chắp cánh có một mảnh đất để các bạn bộc lộ chính cái năng lượng và tài năng. Chúc mừng các bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn đội Hồn Việt cùng với chủ đề sân khấu cuộc đời ngày hôm nay. Và cũng xin cảm ơn phần hỗ trợ của diễn viên nhí Minh Ngọc.